Xin chào mọi người đã quay trở lại với loạt video hướng dẫn cơ bản về SolidEdge của SDTech. Ở video này, mình sẽ giới thiệu cho mọi người về chức năng Pattern tiếp theo, đó là chức năng Fill Pattern. Về sử dụng lệnh Fill Pattern này, tương tự thì chúng ta cũng chọn một cái feature trước khi là chọn lệnh. Chúng ta có thể thấy hộp lệnh ở đây. Khi mà chúng ta chọn lệnh, chúng ta sẽ chọn mẫu, chọn vị trí, chọn vùng để mà chúng ta fill. Ở đây mình chọn cái vùng này. Click Accept and Enter để chấp thuận. Chúng ta chọn mẫu kiểu Style Rectangular. Loại mẫu này giúp chúng ta lấp đầy các cái vùng, các hàng và các hộp, các cột. Và đây là kiểu mẫu mặc định khi mà chúng ta nhập các kích thước hàng và cột ở đây. Và chúng ta có thể nhấn phím tab để luân chuyển chỉnh sửa kích thước ở hai giá trị hàng và cột này. Và mọi người cũng có thể di chuyển vector chỉ hướng bằng cách nhấp vào hình xuyến này, vòng xuyến này. Có thể nhập độ hoặc là di chuyển chuột tới cái vị trí góc mong muốn như thế này. Khi mà mọi người di chuyển các vector này, ví dụ như mình di chuyển vector theo hàng, thì các cái giá trị, các cái mẫu ở trên cột đều được luôn được căn chỉnh vuông góc với hướng của vector hàng mình đã di chuyển như thế này. Thì chúng ta khoảng cách được xác định bởi một góc quay và với cái bán kính của giá trị khoảng cách hàng. Chúng ta thấy góc quay của nó đây và bán kính của nó ở đây. Chúng ta có thể tùy chỉnh, nhập giá trị. Tiếp đến là độ lệch tuyến tính, linear. Chúng ta có thể lựa chọn các cái kích thước theo hàng và cột ở đây. Tiếp đến là complex linear offset. Cũng tương tự thì nó có thêm khoảng cách giữa vị trí feature ở giữa hàng và cột như thế này. Và cũng tương tự, chúng ta cũng có kích thước hàng và cột ở đây. Fill style variable này á, chúng ta có các cái phương pháp như là occurrence count, thì tùy chọn dạng cách này cung cấp khả năng kiểm soát số lượng, số lần xuất hiện và khoảng cách xuyên tâm giữa các cái lần xuất hiện này ở hộp thoại ở giá trị như thế này. Chúng ta có thể nhập số lượng và khoảng cách giá trị và khoảng cách xuất hiện như ở đây. Và tiếp đến là mẫu Target Spacing. Thì ở tùy chọn này, nó cung cấp khả năng kiểm soát khoảng cách xuyên tâm của các lần xuất hiện và xuất hiện và số lượng giá trị xuất hiện của nó trên mỗi cái vòng. Và tiếp đến là Center Orient. Thì chúng ta có thể move cái vị trí trung tâm này tới vị trí chúng ta mong muốn. Và tương tự, chúng ta có thể xoay cái vòng orientation này, thay cái vòng xoay này, cũng như là di chuyển. Thì sau khi đã thực hiện xong các thao tác, mọi người click Accept để kết thúc lệnh. Và nếu mọi người muốn chỉnh sửa, thì tương tự, chúng ta click vào cái dấu hiệu Fill Pattern này để click chỉnh sửa lại. Và đó là các cái bước cơ bản để chúng ta thực hiện lệnh Fill Pattern ở trong phần mềm SolidEdge 2023 này. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Nếu mọi người có thấy video hay thì có thể cho mình xin một like và subscribe. Và nếu mọi người có những thắc mắc nào về các giải pháp CAD/CAM cũng như là phần mềm SolidEdge thì cũng có thể liên hệ với SDTech để bên mình có thể tư vấn chi tiết hơn.